Trong các ngày từ 24 đến ngày 29 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội trợ triển lãm thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020. Hội trợ triển lãm thành tựu kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020 là sự kiện đặc biệt quan trọng của tỉnh Nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, hội trợ triển lãm có quy mô 250 gian hàng, trong đó có 160 gian hàng của các sở, ban ngành cấp tỉnh, 27 huyện, thị thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp, các làng nghề, doanh nghiệp, đơn vị kinh tế tiêu biểu trong tỉnh, các doanh nghiệp tỉnh bạn và 90 gian hàng của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia hội trợ triển lãm thành tiệu kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020. Lần này, huyện Ngọc Lạc đã mang đến trưng bày bản đồ quy hoạch không gian cụm công nghiệp Phúc Thịnh, bản đồ không gian đô thị Ngọc Lạc, bản đồ không gian quy hoạch vùng nguyên liệu Ngọc Lạc. Một số sản phẩm trưng bày gồm diệt thổ cẩm tiêu biểu, quần áo của công ty Việt Pan Pacific, công ty may hồ gươm, đá sẻ cao ngọc, sản phẩm tiêu biểu, hình ảnh và huân huy chương của các vận động viên xuất sắc của huyện Ngọc Lạc như cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng, vận động viên Điền Kinh, Quách Công Lịch, Quách thị lan sau 6 ngày tham gia trưng bày, giới thiệu tại triển lãm, gian hàng của huyện Ngọc Lặc đã được Ban tổ chức hội trợ triển lãm đánh giá cao về công tác chuẩn bị và thực hiện theo đúng hướng dẫn của tỉnh. Công tác bài trí không gian hàng đa dạng phong phú và khoa học, hình ảnh và hiện vật đã phản ánh những nét cơ bản về thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của huyện trong giai đoạn 2015-2020, đồng thời cũng làm nổi bật những kết quả đạt được trong công tác bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Với những hình ảnh và hiện vật đa dạng độc đáo và bắt mắt, Clip giới thiệu tổng quan sinh động, san trưng bày của huyện Ngọc Lặc đã thu hút đông đảo nhân dân đến tham quan và chụp ảnh, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Kết thúc triển lãm, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc đã vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích trong tổ chức tham gia hội trợ triển lãm thành tựu kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020.